Chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và trong video này mình sẽ nói với anh em một số tính năng mà mình rất hay dùng ở iPhone. Và mình nghĩ là anh em nào đang dùng iPhone cũng nên dùng những cái chức năng này để mà cái việc sử dụng điện thoại của anh em nó nhanh, nó gọn, nó tiện hơn rất là nhiều. Rồi chúng ta hãy bắt đầu. Bình thường khi mà bạn cần mở một app thì bạn làm gì? Ví dụ như app đó bạn không có đặt ở cái màn hình home bởi vì nó rất là ít dùng á, thì bạn bắt đầu phải biết bạn đi tìm đúng không? Lướt quá đi coi trang nào đó. Mà vấn đề là khi mà bạn cài nhiều app á, thì cái việc này nó sẽ rất là chậm, rất là lâu, và thậm chí bạn không biết, không thể tìm ra được cái app của mình luôn. Thì cái cách mà mình thường dùng á, không chỉ với những app lâu lâu mình sử dụng mà gần như với mọi app, đó là mình chỉ cần vuốt ở màn hình home xuống. Thì bạn để ý là ngay khi bạn vừa vuốt á, thì bạn sẽ thấy là bàn phím nó xuất hiện và ô search đã được focus. Thì đó là bạn chỉ cần bạn search đúng cái tên app mà bạn đang cần thôi. Ví dụ như bây giờ mình cần app Facebook thì bạn chỉ cần gõ vài ký tự đầu là Facebook nó hiện ra và bạn nhấn vào. Thì cái tính năng này gọi là Spotlight, và Spotlight là một trong những thứ rất đáng giá của iOS. Thiệt ra thì một số điện thoại Android nó cũng có tính năng giống như Spotlight, tức là cũng kéo xuống để mà tìm kiếm được từ màn hình home. Nhưng mà vấn đề là có nhiều hãng á, thì họ không có focus sẵn cái ô search, cho nên là bạn phải bấm lên thì lúc đó bàn phím mới xuất hiện cho bạn gõ. Mình cũng không rõ lắm là tại sao các hãng không chịu khó làm thêm một bước nữa, bởi vì nó rất là dễ. Rồi quay trở lại với lại iPhone đó, các bạn nhớ ha, cần mở một app nào đó thì bạn cứ vuốt nó xuống ở màn hình search là xong. Cái thứ hai mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là một cái widget. Cái widget này nó là widget máy tính và mình xài một cái app tên là PC Cam Light. Cái widget này khi mà anh em vuốt từ bên phải sang của một trang home á, thì anh em sẽ thấy liền cái widget, và như vậy mình có thể tính nhanh. Ví dụ như là mình dùng khi mà chi tiền đi ăn nè, chi tiền uống nước, chi tiền trà sữa, lúc mà ship đồ tới cho đồng nghiệp, hoặc là chỉ đơn giản là mình đang nhẩm tính một số cái số liệu của mình, và mình dùng cái PC Scan widget này để mà mình tính cho nó nhanh, mình khỏi phải mở app ra làm cái gì thì mất công. Nếu mà bạn có thắc mắc tại sao trên điện thoại có cái hình ai là lạ thì đây là máy của mẹ mình, còn cái máy của mình đang dùng để quay video này rồi. Rồi cái điểm thứ ba mà mình muốn chia sẻ với anh em đó là đây. Anh em thấy cái này quen không? Thấy thao tác quen không? Vuốt lên đấy. Thực chất á, thì cái thao tác vuốt để đóng những cái app đa nhiệm này á, là bạn không cần phải làm, bởi vì hệ điều hành nó đã tự làm điều đó cho bạn rồi. Nguyên lý hoạt động của không chỉ iOS mà cả Android cũng vậy, đó là khi mà bạn gần hết RAM ở trên điện thoại của bạn thì nó sẽ đóng băng những cái app cũ và nó giải phóng cái phần RAM đó cho những cái app mới chạy lên để mà nó có được đủ resource mà nó chạy. Hệ điều hành bản thân nó đã làm chuyện đó rồi, bạn không có cần phải làm nữa. Bạn đang làm một thứ mà nó đã được lập trình để tự động hóa. Thiệt ra thì nếu bạn làm nó cũng không có ảnh hưởng gì đâu, chỉ là đôi khi mà bạn mở cái app lên lại thì nó sẽ hơi lâu một chút. Cũng không ảnh hưởng mấy, nhưng mà mình nghĩ là nó không cần thiết á. Tuy nhiên bạn ngồi bạn rảnh, bạn mở cái đó ra làm gì? Rảnh thì làm cái khác đi. Và bạn để ý là sau một thời gian á, mà bạn xài Safari á, thì đây là cái giao diện Safari nè. Bạn thấy là nó không có hiện cái tab, cho nên là nhiều khi bạn mở rất là nhiều tab mà bạn không để ý. Anh em là có xài chung với lại iPad hay là thậm chí Chrome trên máy tính đi thì anh em còn thấy được các tab để mà đóng. Còn iPhone thì đây, rất nhiều tab. Sau một thời gian chắc chắn sẽ hiện ra rất là nhiều những cái nội dung như thế này. Thì trong trường hợp này anh em làm sao? Dễ lắm. Anh em thấy cái biểu tượng hai cái tab nằm chồng lên nhau này nè. Anh em nhấn giữ vào và nó sẽ hiện lên một cái dòng tên là đóng tất cả bao nhiêu đó tab. Thì bạn cứ nhấn vào là nó close hết tất cả luôn. Thì như vậy khi mà bạn xài thì bạn sẽ dễ dàng tìm kiếm được cái tab mình cần hơn. Nếu mà bạn đang dùng mà bạn mở một hai tab gì đấy nó dễ dàng. Đây bạn thấy nè, 274 tab đang mở, kinh khủng không? Máy mình là mình dọn thường xuyên mà nó còn, hồi nãy mình coi vừa là 60 tab, còn máy của mẹ mình là 274 tab. Đấy, anh em nhớ đi vụ này. Thiệt ra thì nó không làm ảnh hưởng tới trải nghiệm của chúng ta nếu mà anh em quên đóng tab. Nó không làm chậm máy đi, tại thiệt ra mấy cái tab đó nó cũng được freeze hết rồi, nó đóng băng hết, nó không có ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà chỉ là bạn sẽ khó tìm hơn khi mà bạn cần thôi. Cho nên là chúng ta nên dùng cái tính năng đóng tab này thỉnh thoảng, một hai tuần gì đó bấm một lần cũng không ảnh hưởng nhiều. Rồi, cái vấn đề kế tiếp mình muốn chia sẻ là về dark mode. Anh em chúng ta rất là thích dark mode đúng không? Nhìn cool, nhìn ngầu này kia. Nhưng mà vấn đề là khi mà buổi sáng mà nhìn dark mode đó, thì nó không có ưng lắm. Có thể là nhiều bạn sẽ thích, nhưng mà với mình thì mình thấy nó kỳ kỳ. Nhưng mà không lẽ cứ mỗi lần mà bạn cần thì bạn phải bật tắt cái dark mode thủ công, rất là mất công. Không, iOS có một cách hay hơn để chúng ta làm chuyện đó. Thì bạn sẽ vào phần cài đặt và vào phần màn hình và độ sáng. Đây, thì bạn thấy là nó có cái chỗ mà cho bạn chọn cái dark mode. Ok, bây giờ bạn sẽ bật cái cần tự động này lên là xong.
Thì nguyên lý mặc định á, là khi mà bạn bật chế độ tự động này thì tại vì Apple nó có dữ liệu khi nào mặt trời lặn, khi nào mặt trời mọc thì nó sẽ điều chỉnh cái dark mode và cái light mode tùy vào cái thời điểm trong ngày, không bạn không có cần phải chỉnh thủ công. Nhưng mà nếu bạn không muốn để Apple tự chọn cái giờ đó thì bạn vẫn có thể cài giờ thủ công cũng được. Thì bạn cũng sẽ bấm vào cái phần lúc nãy, thì lúc đó bạn có thể cài giờ để mà nó hiện lên theo đúng cái ý của bạn luôn. Cái này mình đang xài cho con iPad của mình, đó là cứ buổi tối á, 11 giờ đêm thì mình bắt đầu bật cái dark mode lên, tại vì đó là thời điểm mà mình thường bắt đầu đi ngủ, mình sẽ cầm iPad mình chơi, mình nghịch một chút xíu. Còn sau đó thì cỡ 5 giờ sáng là thời điểm mà mình thức dậy. Thì đúng ra nếu mà để cho Apple nó chọn á thì thời điểm đó mặt trời chưa có mọc, cho nên là light mode nó chưa được kích hoạt đâu. Thì mình quyết định là ok, đúng 5 giờ bật light mode lên cho mình luôn. Trên iPhone thì bởi vì mình sẽ ít dùng hơn khi mà vào buổi tối hoặc là sáng sớm, cho nên là mình để nó tự động set theo cái giờ của nó. Và cái chức năng cuối cùng mình muốn chia sẻ với anh em đó là khi mà anh em screenshot một cái screenshot bất kỳ. Ví dụ như bây giờ mình sẽ screenshot cái này bằng cách là nhấn nút nguồn và nút tăng âm lượng đi. Thì anh em sẽ thấy là nó có một cái hình nhỏ hiện ra, và khi chọn vào thì anh em có thể đánh dấu trực tiếp lên cái hình ảnh screenshot này. Chức năng này nó sẽ hữu dụng trong những trường hợp mà anh em cần phải phản hồi hay là cần phải ghi chú lên cái hình ảnh màn hình và gửi lại cho người khác, hoặc là anh em tự nốt cho bản thân gì đấy. Ví dụ với cái hình này mà mình muốn chia sẻ cho anh em là mình đánh dấu, thì mình chỉ cần vẽ lên màn hình thôi. Nè, bạn thấy là bây giờ mình có thể vẽ lên. Bạn có thể chọn được cái kiểu ngòi bút nè, cái độ đậm nhạt nè, rồi cái ngòi bút lớn hay nhỏ nè. Thậm chí nếu mà bạn cần á, thì bạn có thể hiện cái cây thước lên. Đây, anh em thấy là nó có một cái cây thước ảo nó hiện lên màn hình để anh em có thể xem được cái chỗ đó nó có thẳng hay chưa. Dùng hai ngón tay để quay cây thước nè. Đấy. Coi nó có thẳng hay chưa, cái góc nghiêng nó bao nhiêu, rất là tiện. Và sau khi đã edit xong, sau khi đã đo đạc hay gì đó, tùy bạn, thì bạn có thể nhấn nút share, bạn gửi thẳng cho người bạn cần, hoặc là bạn nhấn lưu để mà lưu trữ lại vào máy của mình. Rồi, đó là những cái tính năng nhỏ nhỏ thôi nhưng mà rất là hay của iPhone mà mình thường sử dụng. Hy vọng anh em cũng sẽ dùng nó. Nếu mà chưa quen thì cứ xài một thời gian là anh em sẽ quen tay thôi. Nếu mà anh em có cái thủ thuật hay là cái gì đó hay ho mà mình chưa nói tới thì anh em hãy comment vào trong video. Có thể là mình sẽ làm một riêng một cái video để nói về những cái mà mình chưa đề cập trong phần này, dựa trên ý kiến của anh em đúng không? Rồi, các bạn nhớ subscribe channel của mình nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.